Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Huy Cường TV sẽ gửi đến quý anh chị các bạn một video clip giới thiệu về những hình ảnh bên trong khu dân cư đẳng cấp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh có tên là Vinhomes Golden River. Thì như các bạn đã thấy trên màn ảnh, đây là hình ảnh của khu dân cư Vinhomes Golden River được quay từ vị trí của nhà hàng ngã ba sông. Và vị trí của khu dân cư này phải nói là vị trí kim cương và đẳng cấp bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì gồm dự án này thì gồm những tòa nhà chung cư cao tầng, những căn biệt thự đơn lập song lập rất là đẹp, và đặc biệt là dự án này có tuyến metro số 1 của thành phố Hồ Chí Minh đi ngang qua. Thì mình cũng xin giới thiệu một số thông tin về dự án này để cho các bạn và quý vị cùng biết. Thì như các bạn đã biết, đỉnh cao của giới thượng lưu thì thường là chọn những cái vị trí nhà ở khu dân cư thì giáp với những dòng sông chảy qua, như là thành phố New York, Tokyo, Seoul hay là Moscow. Thì các thành phố này đều không thiếu một dòng sông đi xuyên qua các thành phố. Do vậy là nó mang lại nguồn sinh khí và khởi nguồn của sự sống, và cũng như là theo như phong thủy thì mang lại những sự thịnh vượng và tài lộc. Thì Vinhomes Golden River được kiến tạo trên mảnh đất Ba Son, nằm trên bờ sông Sài Gòn và ngay trong lòng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, theo phân khu 3 của khu quy hoạch trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì nơi đây đã phát triển các tòa nhà cao ốc văn phòng, khu đô thị mới và tuyến đường ven sông. Thì các quần thể ven sông của khu dân cư Vinhomes Golden River như sau. Thì với tổng diện tích là 25,3 hectare, mật độ xây dựng chỉ có khoảng 19%. Thì Vinhomes Golden River bao gồm các quần thể căn hộ cao cấp, khu biệt thự, khối văn phòng, thương mại và dịch vụ. Thì đây là cái khu dân cư tiên phong áp dụng một cái mô hình là A City Within A City, nổi tiếng trên thế giới tại thành phố Hồ Chí Minh. Vinhomes Golden River sẽ mang đến cho các bạn một cuộc sống vẹn toàn với những hạ tầng tiện ích hoàn hảo cho những cư dân của mình sống trong nội khu đô thị. Thì đặc biệt thêm nữa là khu dân cư này có tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được ngầm hóa và chạy dọc suốt quần thể của khu đô thị với nhà ga Ba Son, và nằm dưới cái quảng trường của khu dân cư thì giúp việc kết nối của khu dân cư đối với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ dễ dàng. Nói về những tiện ích ở trong khu dân cư Vinhomes Golden River thì có thể liệt kê ra khoảng 26 cái tiện ích theo như thông báo trên trang web của nhà đầu tư Vinhomes, bao gồm có quảng trường trung tâm, thảm cỏ để tổ chức sự kiện này, quảng trường lịch sử, quảng trường điêu khắc nghệ thuật, sân chơi, quảng trường tháp Landmark, khu vực ngắm cảnh ven sông, rồi khu hồ bơi barbecue, những đài quan sát ven sông, vườn hoa nhiệt đới, thác nước, vườn thế giới, khu tập gym, rồi sân tiện ích đa năng, khu vực đưa đón đến trường học, khu vực vườn học ngoài trời của VinSchool, rồi hàng rào cây xanh, đường tập thể dục ven sông, khu tập golf, đặc biệt là bến du thuyền. Và với những tiện ích xung quanh trong khu dân cư và nội thất trong khu tòa nhà cao cấp của khu dân cư cao cấp thì phải nói là đẳng cấp hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Và an ninh thì được gắn kết những hệ thống camera 24/7. Thì ok, thì xin mời các bạn hãy xem những hình ảnh mới nhất trong khu dân cư Vinhomes Golden River qua một số hình ảnh sau đây nhé.